Chào các bạn, như trời miền Bắc mấy hôm nay rất là rét, thế nhưng mà không khí thì nó hanh khô, cây cối chúng ta vẫn phải tưới, thế mà động vào nước thì nó rất là rét và ngại, nhiều lúc là nước nó còn tưới xong vườn bắn hết cả vào mặt, ướt hết cả quần áo, cóng hết cả tay. Thế nhưng hôm nay tôi giới thiệu với các bạn về cái vòi tưới nước đa năng hàng nhập khẩu của Đài Loan này, thì các bạn không cần phải động vào nước nữa mà nước nó ra vẫn theo như ý muốn của mình, đấy, không hại cây. Các bạn chỉ cần điều chỉnh cái phần màu xanh này. Đấy, thích phun mưa này để tưới rau này. Đấy, thích phun mưa để tưới rau. Đấy, tưới rau. Thích phun xa này, tưới vườn này, tưới cây ăn quả này. Đấy, phun xa này, tưới vườn, tưới những cây ăn quả này. Rất là thuận tiện. Đấy, cọ rửa chuồng trại chăn nuôi này. Phun tập trung này để cọ rửa chuồng trại chăn nuôi. Đấy, chúng ta không cần phải động vào nước nữa. Đấy, trước kia chưa cái vòi này ấy, thì các bạn cứ phải bóp đầu nước này, nhiều khi là nước nó bắn hết cả vào mặt, ướt hết cả quần áo, mỏi hết cả mấy đầu ngón tay, nhất là rét này thì ngại lắm. Thế như bây giờ có cái vòi này, các bạn không cần động vào nước nữa mà nguồn nước nó ra vẫn được theo như ý muốn của mình. Cái vòi đa năng to này thì thích hợp cho dùng như máy từ 350 đến máy 750, ví dụ như máy 750 để cọ rửa chuồng trại với cả tưới vườn là rất là thích hợp. Đây tôi đang dùng clip này là máy 750. Đấy. Còn ngoài ra thì có cái vòi nhỏ này. Vòi nhỏ này thì công năng của nó cũng như cái vòi to này. Thế nhưng mà nếu mà dùng cho máy bơm nước mạnh ấy, thì cái vòi nhỏ này thì nó rất là bí. Vòi nhỏ này thì các bạn có thể dùng nước ở trên tét tầng 2, không cần máy bơm, nước có áp lực một chút như nước tét tầng 2 này, hoặc là nước máy sinh hoạt tầng 2, tầng 3 đổ lên là các bạn dùng cái vòi nhỏ này. Thế còn cái vòi to này thì các bạn phải dùng máy bơm. Đấy. Các bạn thấy là rất là thuận tiện. Đấy. Cái vòi to này thì có thể cọ rửa được chuồng trại chăn nuôi. Đấy. Dưới vườn rất là thoáng, dùng cho máy bơm. Nha các bạn nhé. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng.